vui đến trường, chú chim sâu nho nhỏ hót véo von trên cành, trái mặt trời chín đỏ mỉm cười cùng mây xanh đón chào một ngày mới nắng học lên bốn phương, lòng em vui phơi phới bước tung tăng đến chùa. Tiếng trống vừa rực rã trang sách hồng mở ra, giọng thầy sao ấm quá, nét chữ đẹp hiền hòa, em nét chữ em hiền hòa, em vui cùng bè bạn học hành càng hăng say, ước mơ đầy năm tháng em lớn lên từng ngày. Nguyễn Lãm Thắng. Tìm hình ảnh âm thanh nhắc đến trong hai khổ thơ đầu. Chú chim sâu nho nhỏ hót véo von, trái mặt trời chín đỏ mỉm cười đón chào nắng hồng lên vui phơi phới bước tung tăng. Trên đường đến trường, bạn nhỏ cảm thấy như thế nào? Lòng em vui phơi phới bước tung tăng tận trường. Theo em, khổ thơ cuối bài thơ nói lên điều gì? Là khi em đến trường thì em được vui cùng bạn bè, em được học hành, em được ước mơ và lớn lên từng ngày. Câu 4, trong ba khổ thơ đầu, tiếng cuối những dòng thơ nào có vần giống nhau? Rồi, trong ba khổ thơ đầu, tiếng cuối các vần có những tiếng gì giống nhau? Như chữ nhỏ với chữ đỏ giống nhau vần O, cành xanh giống nhau vần Anh, mới phới giống nhau vần Ơi, phương trường giống nhau vần Ương. Rồi, chữ giả, ra, quá giống nhau vần A.